Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, sáng ngày 19 tháng 7, đoàn công tác của huyện do đồng chí Lương Tuấn Huê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà các thương binh tại xã Lâm Phú. Cùng đi có lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh huyện. Đoàn đã đến thăm, tặng quà của huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc huyện cho thương binh 61% Phạm Văn Chốt, bản Cháo Pi, thương binh 31% Lương Văn Ua, bản Đôn, xã Lâm Phú. Tại các gia đình thương binh, đồng chí Lương Tuấn Huê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, bày tỏ tình cảm, sự tri ân sâu sắc với sự đóng góp to lớn của các thương binh, gia đình chính sách, những người có công với cách mạng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành lại độc lập tự do cho đất nước, động viên gia đình tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, là tấm gương sáng để con cháu, bà con lối xóm học tập noi theo. Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đồng chí Trưởng ban Tổ chức huyện ủy chúc các gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vận động con cháu tích cực tham gia các phong trào như xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa địa phương ngày càng phát triển. Đồng chí Lương Tuấn Huê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể, nhân dân trong xã phải luôn tổ chức thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa với nhiều việc làm, hành động thiết thực, cùng quan tâm chăm lo đến đối tượng chính sách cả về vật chất lẫn tinh thần.